Thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ đột phá của ngành nông nghiệp Đà Nẵng trong năm 2021 là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tại chỗ, thực hiện chủ trương ly nông không ly hương. Để làm được điều này, ngoài việc thu hút và nhân rộng thêm các mô hình sản xuất nông nghiệp mới, cần phải kêu gọi, vận động người dân chủ động tham gia vào những hoạt động nông nghiệp tại địa phương. Thực tế cho thấy, nguồn lao động nông thôn tại các địa phương thuần nông nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, nhất là tại huyện Hòa Vang, có sự sụt giảm rất mạnh. Tỷ lệ gia hóa chiếm tới hơn 70%, trong khi nhu cầu phát triển nông nghiệp đang tăng lên nhanh chóng khi thành phố sắp đón đầu làn sóng đầu tư mới trong năm 2021. Để giải quyết vấn đề này, nhiều địa phương đã thực hiện chiến lược trói buộc lao động trẻ, vừa đẩy mạnh phát triển các mô hình mới, vừa duy trì lực lượng lao động một cách bền vững. Quảng Ninh định hướng phát triển cho nhiệm kỳ đến là nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với lại du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng trong đó cái vấn đề phát triển các cái vườn cây ăn quả để tạo cảnh quan sinh thái là một cái hướng phát triển chính của địa phương trong đó phát triển du lịch cộng đồng là đòi đồ hỏi là tất cả người dân đều tham gia đối với cái cái vườn bưởi chuyên canh sẽ vận động người dân là ngồi cái sản xuất truyền thống còn tạo những cái lối đi những cái trồng hoa sen tạo cảnh quan để phục vụ cái du lịch theo lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố mấu chốt để thực hiện ly nông không ly hương đó là nâng cao đời sống thu nhập của người dân bằng đổi mới nghề nông địa phương đồng thời phải phát triển chuỗi thương hiệu sản phẩm nông nghiệp riêng biệt của từng vùng nhất là nhân rộng các sản phẩm việt gáp sản phẩm ô cốt, phát triển văn hóa cộng đồng du lịch sinh thái có như vậy mới tạo chuyển biến rõ nét khi thực hiện ly nông không ly hương nếu chúng ta làm báo cáo tốt thì chúng ta sẽ thực hiện được chính sách ly nông mà không ly hương cái quan trọng nhất nó không ly nông không đi hương và nó giải quyết lao động tại chỗ để cái cộng đồng đó họ tham gia họ vừa bổ vệ cái kiến thức bản năng cái kiến thức bản địa đấy kiến thức bản địa và cái văn hóa truyền thống cộng đồng đối với phát triển từ nông nghiệp thuần túy tại chỗ sang nông nghiệp có tính thương mại hóa cao đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực từ chính quyền địa phương hay chủ thể của mô hình mà còn phải có sự chủ động nhận thức đúng đắn từ người dân vì vậy để các địa phương không rơi vào tình trạng thiếu lao động tại chỗ cần phải vận động người dân cùng hưởng ứng tham gia thực hiện hiệu quả chủ trương ly nông không ly hương